Kính chào quý vị, mời quý vị nghe một cái bài Ly kính chào quý vị, mời quý vị nghe bài viết nói về quả đen dương sĩ nho. Thì dương sĩ nho này từng một thời là chat với gái rồi bị tung lên mạng đó quý vị. Thì mời quý vị nghe bài viết: Cha dương sĩ nho ơi, vai con đã mỏi rồi. Bài viết của một giáo dân xứ Giáp Tam, tỉnh Quảng Bình. Những ngày trước Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa rồi, thời tiết hửng nắng đón xuân, lòng người ở giáo xứ Giáp Tam chúng con dường như cũng rộn ràng hơn hẳn. Đã lâu lắm rồi, ở cái xứ Giáp Tam này mới đón nhận tin mừng là có cha quản xứ riêng, không còn là cha kiêm nhiệm như trước nữa. Một niềm tin, một hy vọng, một sự mong ước về một người cha sẽ là một mục tử nhân lành, một thầy cả đạo đức, thánh thiện, một người cha nhân hậu, một người mẹ từ bi nhân ái, một người bạn hiền. Cũng là con chiên tờ nâng linh mục lên ghê chứ quý vị. Một người cha, một người bạn hiền, nhất là một linh mục, nhất là một linh mục mặc lấy tâm tình của vị linh mục thượng phẩm Giêsu Kitô, người đến để phục vụ chứ không đến chứ không để được phục vụ, để tha thứ chứ không phải lên án, để thương xót và được xót thương, tràn ngập trong suy nghĩ giáo dân nơi đây. Thế nhưng niềm mong mỏi ấy chưa được bao lâu, khi cha Dương Sĩ Nho vừa về giáo xứ thì đã bắt con chiên chúng con nộp một người 500.000 đồng để đón mừng cha, một dấu hiệu cho sự khởi đầu đầy tiền bạc đối với bà con. Nhiều người biết cha trước thì bảo: ôi dào, cha ở trên Hà Lợi cũng hay vậy rồi, thôi thì xem như lệ phí để đón mừng người rao truyền ý Chúa. Thế nhưng Tết cổ truyền Tân Sửu tới, cha lại truyền lệnh cho hội đồng mục vụ của giáo xứ kêu gọi bà con tự nguyện trên tinh thần bắt buộc. Đến mừng Tết cha, mỗi người lại tiếp tục sơ sơ 500.000 đồng. Dường như cha Nho tận dụng tất cả mọi ngày lễ, mọi thời cơ để tận thu đối với bà con giáo dân vùng cồn này. Trong không khí vui xuân đón Tết, niềm hân hoan vẫn chưa kết thúc, cha lại rao giảng một tin tưởng như tin mừng nhưng lại như tiếng sét ngang tai. Đối với con và người dân nơi đây, đó là một người sẽ phải nộp 20 triệu đồng để sửa lại nhà phòng và làm mới lại nhà thờ. Xin nhắc lại là 20 triệu đồng. Khi cha giảng xong, tất cả ánh mắt bà con nhìn nhau, rồi lại hỏi nhau: tôi nghe có nhầm không o? Tôi có nghe nhầm không mẹ? Nhầm làm sao được? Khi cha nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, đáng nói hơn, không chỉ dừng lại ở việc rao giảng tại nhà thờ về việc nộp tiền, mà cha còn đi từng nhà, từng hộ giáo dân để lập danh sách nhà ai có con đi nước ngoài, có ai đi làm ăn xa không, để bắt họ ngoài 20 triệu đó phải đóng góp thêm cho xứng với cái danh đi làm ăn đây đó. Và mới đây, cha đã bắt đầu chỉ đạo hội đồng mục vụ giáo xứ tiến hành cuộc hành trình thu tiền giáo dân với số tiền đợt 1 là 2 triệu. Vai con đã mỏi lắm rồi cha ơi. Đó là câu mà con đã phải thốt lên trong lòng như vậy. Trước đó, theo làm cầu phao, bọn con đã phải bỏ một đồng tiền cho cha. Bọn con đã phải bỏ một đống tiền cho cha thực để làm. Giờ đây, trong khi nhà phòng, nhà thờ con sử dụng tốt, nhưng cha lại đòi phá bỏ để xây lại. Thử hỏi có lãng phí không? Ừ thì đối với cha 20 triệu chả đáng là bao, nhưng đối với chúng con cả năm làm sao kiếm được. Người dân ở đây
bán mặt cho sông cho biển, bán lưng cho trời, vất vả ngược xuôi thì lấy đâu ra số tiền đó. Lại còn chưa kể năm vừa rồi do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, người dân có làm ăn được gì đâu, đã vất vả lại chất chồng vất vả. Riêng nhà con còn phải chăm bố mẹ già yếu. Đứa con lớn vừa lên cấp 3, hai đứa đang cấp 2, một đứa tiểu học, đúng là chiên sinh nhiều thế. Một đứa học cấp 3, một đứa học cấp 3, hai đứa cấp 2 là 3, một đứa đang học tiểu học là 4, một đứa nheo nhóc đói sữa là 5. Riêng nhà con còn phải chăm bố mẹ già yếu. Đứa con lớn vừa lên cấp 3, hai đứa đang cấp 2, một đứa tiểu học, còn một đứa nheo nhóc đòi sữa. Cha ơi, cho con hỏi, con lấy gì nuôi nó? Hay con lấy toàn bộ gia tài đóng góp làm nhà thờ, còn cho chúng nó đến nhà thờ nghe giảng, cơm chẳng cần ăn, nước chẳng cần uống, cũng sống qua ngày. Song văn, thấy thương không quý vị? Họ tự nguyện đưa cái đầu, họ tự nguyện đưa cái đầu cho con chiên để cho bọn quả đen biến chất mất nét để nó hành, rồi cuối cùng thấy không, vậy đó. Và đây cũng là chân dung Dương Sĩ Nho quý vị. Dương Sĩ Nho bảo hành một em bé. Bài thứ hai mời quý vị nghe nốt vì cùng một tên quả đen. Chân dung một linh mục bảo hành bé 12 tuổi. Một người mẹ đã phải bày tỏ sự phẫn nộ của mình lên mạng xã hội để được cộng đồng quan tâm và chia sẻ. Khi con mình bị linh mục quản sứ bảo hành, gia đình bị vị linh mục bêu xấu giữa nhà thờ là ăn ở thất đức, kêu gọi giáo dân xa lánh gia đình của chị khi chị phản ánh về việc con mình bị đánh đập. Cái nick này là Nha Hăng Thu Ha. Nha Hăng, cái nick này phản ánh lên cho nên bị thằng quả đen nó trả thù này quý vị. Cái nick này tên là Nha Hăng Thu Ha phản ánh này. Là một người cha xứ bảo hành trẻ con không một lời xin lỗi, còn rao giữa nhà thờ là ăn ở không có đức, còn bảo mọi người tránh xa gia đình tôi, không cho tôi vào nhà thờ. Mọi người xem hình ảnh thử ai thất đức. Đó là lời con chiên và đây là bài viết của tác giả. Đây là đứa bé bị cha quấn, chân đứa bé, lưng đứa bé đó cho quý vị. Đó, mời quý vị nghe tiếp. Ngày 2 tháng 8 năm 2018, trên Facebook Nha Hăng Thu Ha của chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 81, trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, đăng tải một số hình ảnh một cháu bé trên mình mang hàng chục vết thương rướm máu, kèm theo bài viết có nội dung là một người cha xứ bảo hành trẻ con không một lời xin lỗi, còn rao giảng giữa nhà thờ là ăn ở không đức, còn bảo mọi người tránh xa gia đình tôi, không cho tôi vào nhà thờ. Mọi người xem hình ảnh thử ai thất đức, tức là xem hình ảnh cháu bé đó. Sự việc xảy ra vào ngày 31 tháng 7 năm 18, cháu Nguyễn Chí Bình 12 tuổi, con của anh Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 79 và chị Nguyễn Thị Hà sinh năm 81, trú tại thôn Hà Lời, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, cùng một số em nhỏ trong thôn trèo qua hàng rào của nhà thờ giáo xứ Hà Lời để vào sân bóng đá chơi do cổng nhà thờ bị khóa. Khi linh mục Dương Sĩ Nho, quản xứ Hà Lời phát hiện, thay vì nhắc nhở các cháu, vị linh mục này đã có hành động đánh đập các cháu không thương tiếc. Khi xã hội đang quan tâm hơn đến quyền của trẻ em, việc giáo dục trẻ bằng những trận đòn roi đang ngày càng bị dư luận lên án. Hàng loạt vụ bạo hành xâm phạm trẻ em bị đưa ra xử lý trước pháp luật thì hành động của linh mục Nho là điều đáng lên án. Yêu cho roi cho vọt không nên hiểu theo nghĩa đen là cứ bằng đánh trẻ thật lực mới là yêu. Ý là dạy con thì không chỉ bằng tình cảm mà phải coi trọng kỷ luật.
Trước kia các cụ nhà ta theo lối giáo dục phong kiến nên coi roi vọt là hình thức kỷ luật. Còn ngày nay khoa học giáo dục phát triển, người lớn nếu hiểu biết sẽ có rất nhiều hình thức kỷ luật thay thế. Đánh trẻ là xâm phạm thân thể trẻ, để lại vết thương cả về thể xác và tâm hồn trẻ. Dùng roi vọt đánh trẻ có nghĩa là người lớn thiếu hiểu biết, cổ hủ lạc hậu, và cũng có thể là bất lực vì không tìm ra giải pháp thay thế. Khi bố mẹ cháu Bình biết chuyện đã phản ánh lại vụ việc với linh mục quản xứ. Tuy nhiên, vị này không những không có một lời xin lỗi mà còn buông lời chửi mắng, đồng thời bêu xấu gia đình chị là ăn ở không có đức ngay giữa nhà thờ, đồng thời còn kêu gọi giáo dân cô lập gia đình bố mẹ cháu. Là một con chiên đang ở dưới cái bóng của linh mục thì không thể không cúi đầu. Đến chiều tối ngày 3 tháng 8 năm 18, dưới áp lực của linh mục Nho, chị Hà đã phải gỡ bài viết khỏi trang Facebook cá nhân của mình. Vì gia đình chị có thể cúi đầu, nhưng niềm tin, sự tôn trọng và hình ảnh một người cha đáng kính trong chị có lẽ sẽ không còn nữa. Nếu ai chưa biết về linh mục Dương Sĩ Nho thì có thể cho rằng câu chuyện trên là hoàn toàn bịa đặt. Bởi với nhân cách, đạo đức và trách nhiệm của một người linh mục với cộng đoàn, không cho phép linh mục làm những điều đó. Nhưng với linh mục Dương Sĩ Nho thì không điều gì là không thể, cũng không cần phải bận tâm điều gì, bởi hai chữ linh mục đem lại cho Nho quyền uy quá lớn. Và tất nhiên đây không phải là lần đầu Nho làm những chuyện như vậy. Khi linh mục Nho còn phục vụ tại giáo xứ Tân Hội Hà Tĩnh, 19:30 ngày 10 tháng 11 năm 16, Nho cùng một số giáo dân đã đến nhà anh NVT thuộc giáo họ Lộc Giang, xóm Tân Thành, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, đánh anh T trọng thương phải cấp cứu tại bệnh viện huyện Hương Khê trong tình trạng chảy máu vùng miệng, đa chấn thương vùng mặt, đầu, lưng, ngực. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn nhỏ trong gia đình, nhưng linh mục Dương Sĩ Nho với bản tính côn đồ hung hãn đã huy động cả hội đồng mục vụ giáo xứ xông thẳng vào nhà anh T, bắt anh T lên nhà thờ xứ. Biết trước bản tính hung hãn của linh mục Nho, nhận thấy việc lên nhà thờ xứ sẽ có nhiều rủi ro nên anh T xin được giải thích. Linh mục Nho bèn nói: "Không trình bày chi hết, mi đi sang nhà thờ xứ cho tao." Anh T tiếp tục xin giải thích thì linh mục Nho cho rằng anh T hỗn láo, dám chống lệnh cha nên xông vào dùng gậy nhựa mang sẵn theo vụt liên tiếp vào vùng mặt, lưng, bụng anh T. Đến khi gậy gãy, linh mục Nho bèn lấy một cây gậy gỗ trong nhà anh T tiếp tục đánh anh T. Anh T bị đau nên bỏ chạy vào trong buồng, nhưng bị linh mục Nho túm tóc giật lại làm anh T ngã nhào xuống đất. Hội đồng mục vụ giáo xứ xông vào giúp linh mục Nho, đè anh T xuống đất không cho chạy. Lúc đó, linh mục Nho đã dùng chân đi giày da đạp liên tiếp vào đầu, vào mặt, vào bụng anh T. Đến khi anh T ngất xỉu, mặt mũi đầy máu mới dừng lại và lên xe về nhà thờ xứ. Anh T đã được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay trong đêm trong tình trạng hoảng loạn về tinh thần, thương tích khắp cơ thể, nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Linh mục Nho tiếp tục đe dọa giáo dân tại giáo xứ là không được ủng hộ anh T, cho rằng anh T là quỷ dữ, không ai được tiếp xúc, đe dọa sẽ rút phép thông công gia đình anh T để mọi người trong nhà không được hưởng ân sủng của Chúa. Độc ác hơn nữa, khi anh T đã nằm viện nhiều ngày liền, nhưng linh mục Nho cấm không cho gia đình vợ con anh T được vào viện chăm nom, thường xuyên chỉ đạo nhóm côn đồ hội đồng mục vụ của mình tuần tra giám sát các hoạt động tại nhà anh T. Qua đó thấy rằng việc linh mục Nho hành hung giáo dân không phải là hành động bột phát mà xuất phát từ thói côn đồ của Nho.
chiếc áo không làm nên thầy tu. Bản chất của nho không hề thay đổi khi khoác lên mình chiếc áo linh mục. Thậm chí nho đã lợi dụng chính cái áo linh mục để vẽ ra cho mình những lẽ phải biện minh cho những hành động côn đồ của mình. Linh mục Dương Sĩ Nho dường như đã quên rằng tại sao giáo dân gọi mình là cha. Là một linh mục danh xưng cha, nhắc nhở các linh mục rằng họ đang được giao phó một trách nhiệm nặng nề của Chúa. Nhưng những tín hữu của người cũng như một người cha phải nuôi dưỡng, hướng dẫn, mời gọi, sửa đổi, tha thứ, lắng nghe và nâng đỡ tinh thần con cái mình. Một linh mục cũng phải làm như vậy cho con cái thiêng liêng của mình. Các linh mục phải đặc biệt đáp ứng các nhu cầu tinh thần của những người được trao phó cho mình chăm sóc, mang đến cho họ của ăn nuôi dưỡng của Chúa bằng các bí tích. Họ phải hăng hái rao giảng tin mừng và xác tín phù hợp với tinh thần giáo hội, mời gọi tất cả mọi người tiếp tục con đường hoán cải dẫn đến sự thánh thiện. Họ phải sửa đổi những người đã mắc sai lầm, nhưng với lòng thương xót và nhân ái, bằng tinh thần giống như người cha với đứa con hoang đàng của mình. Linh mục phải hòa giải những người tội lỗi, những người đã lầm đường lạc lối nhưng tìm đường trở lại với Chúa. Như một người cha lắng nghe con mình, linh mục cũng phải lắng nghe người con thiêng liêng của mình, phải khuyên giải, an ủi. Linh mục cũng cần quan tâm đến các nhu cầu thể lý của đàn chiên, của ăn, nhà ở, quần áo và giáo dục. Hành xử của linh mục Nho đã làm xấu đi hình ảnh về vị mục tử nhân lành, biết chiên, thương chiên và hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Tuy là hành động của một cá nhân, nhưng nó cũng là dấu hiệu, là điềm báo cho sự xuống cấp về đạo đức và nhân cách của nhiều linh mục trong xã hội ngày nay. Khi mà giáo dân chính là những người làm hỏng linh mục, anh chị em thương yêu linh mục, thì xin đừng để các linh mục vốn là ba cờ, gồm có cao quý, cao cả, cao cường, lại lâm lụy vào ba đờ: độc tài, độc tôn, độc đoán. Ba L làm sang, làm phách, làm biếng. Ba T tình, tiền, tủ. Khi thấy linh mục có gì sai trái, xin anh chị em đừng nhắm mắt, đừng bịt tai, đừng ngoảnh mặt. Lời dạy của giám mục An Phong Sô Nguyễn Hữu Long tại lễ dầu tại giáo phận Hưng Hóa năm 2018. Đó là hai bài viết về thằng quả đen Dương Sĩ Nho, thưa quý vị. Quý vị có cần nhìn lại cái mặt thằng đó một xíu này. Đây để Ly mở to lên cho quý vị nhìn ha. Đây. Dương Sĩ Nho. Thằng này rất là dâm dê. Coi chừng chăn rắt chiên nhí này mất tiêu ạ. Đó đó quý vị. Và đi muốn gửi đến tất cả nó. Có thể là quý vị cho là chuyện ấy, nhưng mà Ly là muốn là nêu lên tất cả những cái gì có diễn ra sự thật như vậy, để cho những con chiên nào còn một chút đầu óc tỉnh táo thì họ nhận ra và họ tỉnh ngộ sớm, để sau này con cháu chắc của họ không bị chăn dắt như vậy nữa. Đó là mục tiêu của Ly. Kính chào quý vị ạ.